Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến. Hôm nay Ngọc muốn bàn luận với các bạn một câu chuyện ly dị vì mua nhà to. Bạn biết không, theo sách báo và những nhà kiểm kê thì họ nói là mua nhà to cũng là một trong những lý do rất thông thường dẫn tới ly dị. Tại sao kỳ vậy? Mình mua nhà to, nhà đẹp, mình ở thì hai vợ chồng có nhà to, nhà đẹp thì phải ở vui, tại sao lại ly dị? Thì cái lý do là nó như vậy bạn. Nhiều người bạn trẻ hồi nào giờ là mướn nhà, chưa có mua nhà lần nào, thì ráng để dành tiền để đủ điều kiện mua nhà. Rồi khi đi mua nhà thì lại xác cái lỗi lầm là mua nhà quá to hoặc là quá mắc. Mình kể cho bạn nghe chuyện của hai anh chị này, hai vợ chồng anh Bình. Hai người này làm công chức thì xong thời gian để dành tiền thì quyết định là đi mua nhà, đi xem nhà. Bây giờ nhà mà ở chỗ thuận lợi, ở khu tốt mà nhà rộng thì mắc tiền. Còn nếu mua rẻ tiền chút phải đi xa, đi ra phía ngoại ô thì lái xe đi về, tối phải lái xe đi về thì là không thuận tiện, rồi phải chở con đi học, rồi phải đem con về. Còn nếu mà ở nhà gần thành phố á, thì là cái gì cũng thuận tiện, mà gần trường học, gần sở làm, nhưng mà nó mắc hơn. Rồi bà con hàng xóm thì cũng chăm chút coi thứ hai ngày này là có tiền mua được cái gì, thì cũng bị vấn đề sĩ diện. Thành ra hai vợ chồng mua một căn nhà rất là rộng lớn. Nhưng mà khi mà họ mua nhà đó thì họ quên nghĩ rằng là, nhất là ở Mỹ là có cái vụ mà tiền thuế đất. Chứ không phải mình mua nhà rồi mình ở rồi mình trả tiền điện, tiền nước là xong đâu bạn. Nó có vụ kêu là thuế đất. Thuế đất là cỡ chừng 2% tới 3% giá cái nhà. Tức là nếu bạn mua nhà 400.000 đô thì là cái thuế đất là cỡ chừng 8.000 là thuế đất. Thành ra làm sao cũng phải trả cái thuế đất đó. Bây giờ ngoài cái thuế đất đó rồi còn cái chuyện bảo hiểm. Thì bảo hiểm nó chừng giá chừng cỡ chừng 1% giá trị căn nhà. Dù bạn cái nhà 400.000 là chắc cái thuế bảo hiểm nó chừng 3-4.000. Bảo hiểm phải mua để mà lúc chữa cháy, có cháy thì nó đền, có lúc bão nó có đền. Nếu mà mình mua nhà tiền mặt thì là không bắt buộc phải mua bảo hiểm. Nhưng mà nếu mà mình mua nhà mà mượn tiền của chính phủ thì là mượn tiền ngân hàng thì họ bắt buộc mình phải mua bảo hiểm. Trước khi mà họ đưa ra tiền để mình lấy cái nhà là mình phải đưa ra cái tờ giấy bảo hiểm. Rồi mỗi năm thì mình phải trả tiền bảo hiểm cho năm sắp tới thì phải đưa cho họ coi cái giấy chứng minh là mình có mua. Nếu mình không mua thì họ sẽ mua cho mình. Họ mua cho mình mấy cái hãng mắc rồi họ cộng vô cái tiền nợ. Thì là tiền bảo hiểm cho một căn nhà 400.000 khoảng chừng 2.500-3.000 cỡ đó. Tức là một năm á, trong cái nhà 400.000 là bạn phải có tức là 7.000 tiền thuế cho 7.000 rồi kia 3.000 cho mà làm khoảng 10.000 1.000 là phải để ra, tức là gần 1.000 đô để ra để mà bảo hiểm với trả thuế. Thì khi mà họ mua nhà có người đó họ không có tính cái đó họ. Rồi chưa kể là nhà mà càng to thì tiền điện để máy lạnh máy sưởi nó càng mắc. Rồi mua nhà rồi còn phải mua bàn mua ghế, rồi phải mua cây bầu trồng ở ngoài, rồi phải mua máy cắt cỏ, rồi phải tưới nước cỏ, tiền nước thì nó cao hơn là cái tiền mình hồi xưa là ở trong cái nhà nhỏ hay là với cha mẹ hay là ở nhà chung cư. Thành ra bây giờ thì có vấn đề là chắc kêu quá, phải nhịn quá, không còn đủ tiền để mà hai chồng đi chơi, đi ăn tối, đi chơi, dắt con đi coi hội chợ phải trả tiền, không đi ăn ngoài thường, không ăn được nhiều món ngon thì hai chồng lại có giận bực bội.
Tại vì nếu sống á, là muốn gia đình hòa thuận là phải có đi ra ngoài chơi. Thứ bảy nhật là phải dắt con đi chơi, đi công viên, đi ăn, đi mà có đi ăn chút xíu đi nữa thì cũng cũng tốn tiền, cũng có nhiều tiền hơn ăn ở nhà. Mình phải phải đi ra, ở nhà hoài không có được, ai cũng vậy á bạn, ai cũng vậy hết. Rồi còn phải mua xe, rồi phải phải bảo hiểm xe, rồi nhà đẹp sân rộng thì mời bà con anh em tới làm tiệc thì rất tốn rất là nhiều tiền. Mua hoa trồng là phải đi mua hoa, phải tưới nó, phải làm phân cho nó, thành ra cũng tốn tiền, cái gì cũng tiền, chứ là xét cái là nợ nó còn thêm, tháng nào phải lo, còn phải đi làm phụ thêm để mà kiếm tiền, nếu mà nếu không đủ trả, thành ra cái stress nó nặng quá thì hai chồng đâm ra cãi lộn đổi thừa nhau. Tại hồi đó em ham, em bắt anh mua nhà to, chị nói chuyện không, mà chị nói tôi đâu biết đâu nhà to đâu, anh muốn khoe với họ hàng này kia cho nó quay thì anh mua nhà to. Thế là cãi lộn nhau, cãi lộn lại, có nhà to đó thì cái là to thuyền thì nó lớn sóng, rồi mời anh em rồi bạn bè tiệc tùng, mỗi bữa tiệc nghĩa là bay 300-400 đô như chơi, mua đồ ăn, mua rượu, mua này kia là thì có nhà đẹp, nhà sang thì phải mời bà con hàng xóm, rồi mời anh chị em, thế là nợ nần chồng chất thì cãi lộn đổi thừa, cái là cái tình thương nó bay hết rồi, thế là ly dị. Bạn mua lầm nhà to quá sức của mình, đó là những một trong những lý do ly dị tại Mỹ. Mà mình nghe nói ở Việt Nam cũng vậy, Việt Nam giờ cũng có chuyện mượn tiền nhà băng mua nhà cho to, rồi bị sĩ diện phải mua nhà cho to, mua nhà chỗ đẹp, khổ vậy đó bạn. Bởi vì mình có lời nhắn nhủ với bạn á, không có lo, không đừng có bị sĩ diện mà mua những căn nhà quá tầm sức của mình. Một tháng bạn trả nhà băng bao nhiêu á thì bạn phải tính luôn cả tiền thuế, tiền tu chỉnh cái nhà, tiền điện nước. Cái nhà to đó tiền điện nhiều lắm bạn ơi. Và nếu mà có người ta hạ tiện không mở máy lạnh trong cái nhà to thì nó thì cái khí ẩm thấp này kia làm hư gỗ, hư tường hết. Nó phải là mở ra. Còn mùa lạnh thì phải để máy sưởi cho sưởi hết căn nhà, trong thời đó mục to thuyền lớn sóng. Người ta nói là 70% lý do ly dị tại Mỹ là vấn đề tài chính, còn chuyện mà bộ mình tên là chỉ một phần nhỏ thôi. Bây giờ tài chính, khi mà tài chính mà mua ăn xài lố rồi, không còn tiền đi du lịch để giải tỏa cái stress công việc đó. Khi mà có du lịch á, biết như là nếu mà mình bắt đầu mình chuẩn bị nó là cuối tháng này mình đi du lịch, là tự nhiên hai vợ chồng nó vui lên, nó nghĩ tới ngày đó mình làm gì là cái tự nhiên cái không khí trong gia đình á nó vui lên, mà cứ nhắc nè là sắp đi nè, rồi phải chuẩn bị cái áo này nè, rồi cái này kia, cái là cái tự nhiên ở trong nhà đó cái nó tươi bừng lên. Lần nào mình cũng vậy hết bạn, khi nào mình book một cái du thuyền á, là trong nhà không khí nó tưng bừng lên, nó vui lắm. Còn nếu mà không cần đi xa, chỉ cần là vậy nên là đi tới chỗ du lịch ta ngủ một đêm, ăn ở nhà hàng, ở chỗ du lịch, đi ra tắm biển, đi ra ngắm cảnh đi này kia, nó khác nhau bạn, ngộ lắm. Mình ở ngay tại biển nè, ngó ngay tại biển, mà thứ bảy nhật á hai chồng mình qua khách sạn ở ngoài, băng qua đường khách sạn ngay bãi biển á, lâu lâu nó làm promotion đó, nó cho có nửa giá thôi đó. Khi nào mà nó phòng mà nó book không hết á, nó mướn quá trời mướn, cái nó cho nửa giá cho người nội địa là mình book để mà giống như mình đổi nhà ra, giống như mình đi du lịch mình qua bên đó, rồi cái là cái căn phòng khác á, người ta bưng đồ ăn cho, rồi sáng sáng xuống là có điểm tâm nó khác, nó đổi khác hết. Tại nên mình cứ ngồi mình chờ, hễ mà nó cho bớt 5% cho người nội địa là mình là hai chồng mình xách nhau đi weekend ở trong một khách sạn. Lái xe trong vô khách sạn gần biển, mình ở ngay biển nhưng mình nó khác, ở nhà mình nó khác, ở biển nó khác. Cái gì? Thành ra để giữ tình chồng vợ, giữ tình yêu thì mình phải đi du lịch với nhau, ngắn dài cũng được.
mà muốn có tiền đi du lịch thì mình phải cẩn trọng, đừng có ham đi mua nhà to, mua nhà cho nó vừa 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 đủ sức đủ túi tiền mình thôi, đừng gì thể diện, với nhà to là chi phí kinh khủng. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại cái video sau. Các bạn nhớ like và subscribe cho mình nếu mà các bạn thích những gì mình bàn luận. Goodbye. We'll be right back.